báo gấm khả năng tăng tốc và thích nghi với môi trường rất nhanh. Ong bắp cày chăm chỉ, cần mẫn, kỷ luật nhưng cũng rất nguy hiểm. Tháng 6 này, một cuộc chiến gay cấn giữa hai thế lực ngầm sẽ diễn ra: báo gấm Bà Rịa Vũng Tàu và ong bắp cày Hà Nội chính. Yêu nghề bằng cả trái tim. Đoàn kết, san sẻ, luôn chinh phục những đỉnh cao mới. Trẻ trung, năng động và yêu nghề. Kiên định và có ý chí sẽ ắt sẽ thành công. Lấy khách hàng làm trọng tâm. Họ nghĩ gì về đối thủ của mình? Tôi biết rằng GA Hà Nội 9 khá mạnh. Tuy nhiên, với đội ngũ trẻ, năng động và có tâm với nghề như Bà Rịa Vũng Tàu, thì tôi tin rằng GA Bà Rịa Vũng Tàu 1 sẽ chiến thắng đội bạn một cách khuất phục. Hết mọi người ở trong đội của em là các anh chị từ đài truyền hình, từ bên ngân hàng, tài chính, từ bên viễn thông họ sang. Họ có những cái kinh nghiệm về giao tiếp, những cái khả năng rất là linh hoạt. Thời thế tạo anh hùng, khó khăn không cản trở được lòng quyết tâm của các chiến binh. Tình hình dịch rất là căng thẳng thì chúng tôi có những cái hoạt động giống như là tặng khẩu trang, khăn lành có cồn, tư vấn cho khách hàng qua những cái hình thức online, qua Zoom, qua Zalo, tiếp cận từ xa. Cũng phải lập kế hoạch một cách rất là rõ ràng, từ mục tiêu năm đến mục tiêu quý đến mục tiêu tháng. Nếu mình không có cái mục tiêu lớn, mình không đặt ra cái mục tiêu lớn thì mình sẽ không thể nào mình hoàn thành được những cái mục tiêu lớn. Ngay từ đầu năm, chúng tôi đã lên kế hoạch rõ ràng với từng thành viên của câu lạc bộ và lên kế hoạch kèm cặp đưa ra những memo thi đua, thách thức đối với các anh chị để các anh chị về đích một cách ngoạn mục. Niềm tin chính là cội nguồn của sức mạnh. Ong bắp cày và báo gấm, họ có đủ tự tin cho màu cờ sắc áo của đội mình? Tôi tin đội ngũ của mình sẽ hoàn thành mục tiêu và chiến thắng. GA Bà Rịa Vũng Tàu 1 là số 2 thì không ai là số 1. Chúng tôi tự tin sẽ chiến thắng. Thử thách càng lớn, cơ hội càng nhiều. Bà Rịa Vũng Tàu, hãy đợi đấy. Ong bắp cày Hà Nội 9 kiên định với mục tiêu. Báo gấm Bà Rịa Vũng Tàu khao khát chinh phục đỉnh cao mới. Đội nào sẽ bước lên đài vinh quang MDRT tại đấu trường ngoại hạng 2021? Hãy cùng chờ xem.